trụ chung vẫn là phải làm sao cái sự trao đổi giữa O2 và CO2 cho nó tốt. Cái điều thứ nhất là khi người đã bị suyễn thì không bao giờ quên một cái điều quan trọng nhất, đó là phải chườm đá nóng hàng ngày ở vùng gan. Cái thứ hai là phải luyện cái hơi thở, hít vào thật chậm và thở ra thật chậm, đủ với cái điều kiện của mình. Còn thứ ba nữa là khi mà bị lên cơn suyễn, chúng ta phải có cái cách để giải quyết. Và hôm nay tôi mời người nào mà đang có cái bị suyễn mời lên đây để tôi giải quyết liền tại chỗ. Xin mời. Ai cũng khổ tốt hơn. Rồi nãy ai giơ tay nhiều đó. Dạ xuyễn rồi. Nghe này anh nhập nói cho quả không? Là đi vào công ty. Thì mọi người nhìn ở đây ha, là cái cách chúng ta là gì? Là khi ta làm á, thì ta nói với người bệnh á, hít sâu vào. Thì tay tôi á, thì tôi khóa ở cổng này thấy không? Còn cái này á, tôi đẩy lên đeo cái cánh tay và tôi nói hít vào, cái này hít vào, hít vào. Rồi thở ra, rồi hít vào, rồi thở ra, hít vào sâu nha, rồi thở ra, hít vào, thở ra. Thì khi mà tôi làm vậy là anh em hít sâu vào, nhưng mà tôi phải đẩy cái máu kinh mạch về tim, về phổi để mà nó một cái sự trao đổi nó nhanh, thì anh này sẽ cảm giác là thấy dễ chịu, có cảm giác không? Rất rồi, chỉ cần cái đó thôi. Và cái thứ hai, bây giờ đây là cắt cơ suyễn, mọi người nhìn đây nha. Thì ở đây ấy, là cơ này gọi là cơ nhị đầu, còn gọi là cái con trục, đồng ý không? Thì cái khi người đang lên cơ suyễn hoặc là tôi nói cái này để mọi người chú ý, những cái người mà bị di chứng tai biến mạch máu não ấy, họ có cái thở khò kè và đờm rất nhiều, thì mình làm phương pháp này thì cái thở nó sẽ sâu hơn và nó sẽ không có còn cái đàm nữa. Rồi mọi người chú ý đây, tôi lấy cái tay tôi để vô ngay chỗ cái cơ dưới đầu này. Rồi bây giờ tôi nói cái này hít sâu vào, tôi bấm cái, rồi thở ra, rồi hít ra, tôi bấm cái, rồi thở ra, rồi anh hít vào, thở ra, tao này nhưng mà hay lắm. Rồi hít vào, rồi thở ra, tôi bấm tiếp, hít vào, rồi thở ra, rồi hít vào, thở ra. Mỗi lần ấy, là tôi bấm vậy thì anh hít vào, mà tôi thả ra thì anh thở ra, và tôi làm thêm cái lần thứ ba nữa. Rồi hít vào, rồi thở ra, rồi hít vào, rồi thở ra, hít vào, thở ra. Có đau không? Như mọi người sẽ nghe anh và anh phát biểu là sau khi làm này anh cảm giác sao? Anh thấy khỏe như anh nghe nó khỏe hơn nhiều. Khỏe hơn nhiều. Mà anh này anh bị cái trầm cảm nên nghỉ bệnh ra, vậy là anh phải để tôi làm hết. Rồi tiếp, mình đã giúp là giúp cho tất cả mọi người sau khi làm xong ta đổi tay ta làm cái này cũng vậy. Mọi người chú ý tôi nha, tôi đẩy lên này, tôi đẩy hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Rồi bây giờ tôi bấm tiếp ba lần nữa này, mọi người nhìn nha. Rồi hít vào, thở ra, 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 mềm chút xíu, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Đó là xong cái động tác rồi đó. Và chắc chắn một điều là này ấy, là rất đau nhưng mà rất dễ chịu. Dạ. Đúng thế. Thấy người nó thoải mái ha. Đừng khóc nha. Rồi xin cảm ơn. Thở ra, hít vào. Thở ra, hít vào. Thở ra, không gì đâu đó. Rồi bây giờ chị hít vô thở ra, chị lấy ra thấy cái thấy đỡ liền. Nó nghẹt cứng đỡ, bây giờ hết cứng cổ đi. Và mọi người nhìn nha, cái cơ gì đâu, tôi phải bật cho đúng đây nè. Chị điều thì tôi gồng nha. Rồi, chị hít vào.
thở ra, rồi hít vào, thở ra, rồi hít vào, thở ra, giữ lòng mềm mềm tay, mềm tay, mềm tay, rồi hít vào, thở ra, 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 hít vào, thở ra. Bây giờ sao này? Nói nghe con nghe sướng chưa? Hít sâu vô. Dạ đỡ. Đỡ là sao? Thấy không? Hết nhạc. Hết nghiệp rồi. Em, nếu mà chưa, đã lỡ làm thì làm cho rót. Tự điếm đi, tự nhiên kêu tôi điếm cho bị vậy nữa. Rồi ok. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Và chúng ta bấm, ha, mọi người tôi chơi cầm vậy ha. Chúng ta đừng có giật mà bầm tay người ta. Mình để ngay trong cái con chuột này nè. Rồi hít vào, thở ra, 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 hít vào, thở ra. Bây giờ phát biểu đi coi bây giờ nó đi tới đâu hết rồi. Đau quá nhưng mà thấy nó đỡ, nó không cổ. Nó không cổ. Nó không bị nghẹt. Nó không có nghẹt mà không có dấu hiệu vướng đàn nữa. Rồi hít sâu vô thử lại lần nữa coi sao. Không còn vướng đàn nữa. Rồi xin cho đàn phát đây. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.